qua Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người chủ nghĩa phụ trách, dẫn dắt và xây dựng đội ta ngày càng lớn mạnh. Hôm nay đây, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tư cách là lực lượng dự bị của đoàn, chúng em, những đội viên tiền phong của liên đội trường trung học cơ sở Lý Trạch đang tương mừng, phấn khởi hòa mình vào ngày hội thiếu nhi vui vẻ, tiến bước lên đoàn, mừng đoàn ta 88 mùa xuân tràn đầy sức sống, hòa chung không khí ngày hội dưới ngọn cờ vinh quang của đảng, đoàn, đội, chúng em hân hoan tiến bước vào lễ đài. Đi, ta đi lên nổi tiếng bao anh hùng, như quân tiên phong bước trên đường giải phóng. Tiếng khèn vang vang rục rã thiếu niên nhi đồng, tiến theo lá cờ đội Hồ Chí Minh quang vinh. Các bạn hãy dương cao lá cờ đỏ thắm đang tung bay phấp phới, hãy đều bước chân theo nhịp trống vang lừng. Hãy ngẩng cao đầu để tự hào về những thành quả cách mạng Việt Nam, tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tự hào về trang sử vàng chói lọi, về hàng nghìn bông hoa Việt nổi của đội ta. Trở thành những con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bá cô. Kính thưa quý vị đại biểu và các thầy giáo,
tìm bước trên con đường mà chị đã bỏ dở. Sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với lòng mong mỏi của chị. Chào các bạn nhỏ cô sáu, các bạn như những cánh chim non chào gió mới, chào mùa xuân mới. Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên, nhưng như các chiến sĩ giao liên cùng vượt suối đèo, cùng bảng sốc đá, áo xanh hồ lá, dẫn vào gốc cây. Vinh dự được sáu áp mang tên người anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng. Cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Chúc các bạn thành